Cô gái này định nhảy xuống hồ bơi từ trên cao, nhưng cô không biết rằng mực nước trong hồ bơi chỉ cao đến đầu gối. Bạn trai cô thấy thế vội vàng ngăn cản. Cô giật bắn người, không may trượt chân. Tiếp theo đó là một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Chàng trai này tên Dây, hôm đó anh đang bơi dưới hồ nước thì nhân viên lại kéo chốt hệ thống thoát nước vận hành. Nhân viên định gọi Dây mau lên bờ, nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngắt lời anh ta. Nhân viên cột chó sang một bên, sau đó kéo vali đi. Dây ở dưới hồ vẫn chưa hề nhận ra có gì bất thường. Anh nằm giữa hồ đánh một giấc ngủ trưa. Trong thời gian này, nước vẫn rút đi không ngừng. Rất lâu sau, tiếng chó sủa làm anh giật mình tỉnh dậy. Lúc này anh mới nhận ra xung quanh khác thường. Hồ bơi sâu 8 mét, mà bây giờ đã gần thấy đáy. Anh biến sắc, vội bơi về phía bờ, cố gắng thử nhảy lên. Nhưng không có điểm tựa, anh bám vào vành bóng đèn. Nhưng chẳng những không thành công, mà ngón tay cũng bị cứa rách. Anh ôm giường phao tới, thử rất nhiều lần đều thất bại. Đột nhiên, anh vô tình nhìn thấy điện thoại của mình qua kính phản quang. Anh tháo thắt lưng, buộc một đầu vào kính, dùng công cụ duy nhất trên người lúc này lặp đi lặp lại một động tác, nhưng không có tác dụng gì. Anh tuyệt vọng, hô lên thật to kêu cứu, nhưng nơi này không một bóng người. Lúc này, điện thoại đổ chuông và rung mạnh, nó từ từ trượt về phía hồ. Dây thấy vậy, thì vội vàng làm tư thế, chuẩn bị đỡ điện thoại ngay khi nó rơi xuống. Ánh mắt anh tràn đầy mong đợi. Nhưng đúng lúc này, chú chó trên bờ không biết nhìn thấy thứ gì, mà sổ ngậu lên, sau đó thì ngã xuống hồ. Dây nhìn chú chó đang vùng vẫy cạnh bờ hồ, rồi lại nhìn chiếc điện thoại sắp rơi. Cuối cùng anh đã đưa ra một quyết định khó khăn, anh bơi nhanh về phía chú chó, dùng giường phao giúp nó trèo lên bờ. Ngoảnh đầu lại nhìn chiếc di động, giờ muốn quay lại cũng không kịp nữa, cũng may di động vẫn còn nối liền dây sạc. Dây bơi nhanh qua, dồn lực nhảy lên, nhưng lại không cẩn thận làm điện thoại rơi xuống hồ. Đến khi anh vớt lên, thì chiếc điện thoại đã không thể dùng được nữa, rõ ràng điện thoại này không phải hàng tàu. Anh ta đành phải thử cách khác. Anh dùng khăn bông chặn cống thoát nước, nhưng giữa chừng lại bị kẹt. Đúng lúc này một anh shipper đi vào. Shipper thấy không có người thì để lại thức ăn rồi đi ngay. Dây dãy dụa hồi lâu, cuối cùng cũng ngoi lên khỏi mặt nước. Anh đã mất sức nghiêm trọng, trèo lên phao nghỉ ngơi một lát, cuối cùng lại ngủ mất lúc nào. Đúng lúc này, bạn gái của anh tới. Coi không hề phát hiện hồ nước bất thường, cô muốn tạo bất ngờ cho bạn trai đang ngủ say. Sau đó đã diễn ra cảnh ở đầu vi, Coi rơi vào hôn mê. Dây vội ôm cô lên giường phao. Trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, Dây ôm bạn gái. Bây giờ ngoại trừ đợi cứu hộ, anh không còn cách nào khác. Chẳng mấy chốc trời đã tối, chú chó trên bờ sủa ngậu lên. Dây nhìn qua, sau đó sợ tái mặt. Không ngờ lại là cá sấu. Dây ra hiệu cho chú chó im lặng. Nhưng giây tiếp theo, con cá sấu đã rơi xuống hồ bơi. Cá sấu rơi xuống hồ bơi, Dây khủng hoảng tột độ, vội lặn xuống nước xác định vị trí của con cá sấu. Cũng may có vẻ con cá sấu đã ăn no, nên không định tấn công hai người. Cuối cùng trời cũng sáng, lúc này nước hồ đã cạn sạch. Dây thấy vết thương của Coi vẫn đang chảy máu không ngừng, anh muốn giúp cô cầm máu, nhưng xung quanh không có thứ gì có thể dùng được. Anh nhìn sang con cá sấu cách đó không xa, trong miệng nó ngậm một cuộn băng keo. Anh từ từ tiến lại. Sau một phen đấu tranh tư tưởng dữ dội, anh quyết định lấy cuộn băng keo trong miệng con cá sấu. Anh khẽ giơ tay ra, đột nhiên con chó kêu lên, làm anh sợ mất hồn vía. Anh ra hiệu con chó im lặng, rồi thầm nói với chính mình, nhất định phải lấy được cuộn băng. Anh nín thở. Cũng may anh phản ứng nhanh và lấy được cuộn băng trong miệng cá sấu. Anh lập tức băng bó vết thương cho Coi. Đột nhiên, anh nhìn cống thoát nước và nảy ra một suy nghĩ. Anh muốn ra khỏi bể bơi bằng lối này. Anh đi qua mở nắp cống, nhưng ốc vít rất chặt, anh không thể xoáy được. Anh bèn mượn tạm dây chuyền của Coi để vặn mở ốc vít. Sau khi thử nhiều lần, cuối cùng cũng thành công. Dây nhìn bạn gái đang hôn mê, nói với cô mình sẽ xuống trước dò đường. Nhưng vừa quay ra thì thấy con cá sấu đã chui xuống cống. Coi đang bị thương nghiêm trọng, nếu còn tiếp tục thế này sẽ rất nguy hiểm. Hiện giờ, cống thoát nước kia chính là lối thoát duy nhất, anh buộc phải mạo hiểm thôi. Dây cẩn thận nhảy xuống cống, tìm kiếm một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy lối ra cách hồ bơi không xa. Nhưng lối ra đã bị khóa. Anh thử mở, nhưng không được. Đúng lúc này, anh nhấc lên kính phản quang trên bờ và thấy con cá sấu đang bò về phía Coi. Anh vội vàng quay lại cứu cô. Con cá sấu đã chui vào chiếc khăn bông đắp trên người cô. Cũng may Dây về kịp lúc, túm lấy đuôi con cá sấu và hất nó ra. Một đêm nữa lại tới. Hai người vừa đói vừa khát. Đúng lúc này, Dây phát hiện chú chó trên bờ đang ngậm gói thức ăn trong miệng. Anh hết này nỉ lại dụ dỗ, cuối cùng nó mới chịu hất hộp thức ăn xuống. Nhờ đó, hai người đã sống sót qua đêm nay. Dây mắc bệnh tiểu đường, cần tiêm thuốc đúng giờ. Ý thức của anh dần mơ hồ. Cũng may trước khi ngất xỉu, anh đã dùng băng keo viết chữ cứu xuống mặt hồ. Đến khi anh tỉnh lại, thì thấy bạn gái đang lay người mình. Đêm nay trời mưa to, hai người núp dưới giường phao, chịu đựng từng đợt mưa táp vào mặt. Họ lại vượt qua một đêm nữa, đến ngày thứ tư. Dây thấy bên cạnh có trứng cá sấu, anh giả vờ ngất xỉu, đợi con cá sấu mon men bò tới và rơi trúng cái bẫy mà anh bày ra. Anh nhanh chóng đậy nắp cống lại, lấy ghế sofa đè lên bên trên. Giờ thì trứng cá sấu đã thuộc về họ. Dây dùng phương pháp cổ xưa nhất để nhóm lửa. Họ luộc trứng cá sấu lên và được ăn một bữa no nê. Ăn xong, thể lực khôi phục. Hai người kết hợp thử nhiều cách để thoát ra khỏi đây, nhưng thành hồ quá cao, cuối cùng họ vẫn thất bại. Bây giờ chỉ còn cách dụ con cá sấu lên, sau đó xuống cống tìm xem còn đường nào khác để thoát hay không. Hai người kéo sofa ra, để con cá sấu chui lên.
Coi nhanh chóng chui xuống, nhưng chợt nhận ra không thấy nhẫn đâu. Chiếc nhẫn này là quà cầu hôn mà Jay tặng cô, nó rất quan trọng. Jay kêu cô đi trước, anh ở lại lấy được nhẫn rồi sẽ đi sau. Nhưng lúc này, con cá sấu thấy vỏ trứng vương vãi khắp nơi thì nổi giận bò về phía Jay. Jay đang định xuống cống tìm coi, anh chạy thật nhanh. Cùng lúc đó, con cá sấu cũng xông tới. Jay đang định xuống cống tìm coi, anh chạy thật nhanh. Cùng lúc đó, con cá sấu cũng xông tới. Anh thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc. Hai người bị kẹt trong hồ nước này đã 5 ngày. Toàn thân Jay toát mồ hôi lạnh, bệnh tiểu đường của anh lại tái phát. Anh phải lấy ống thuốc trên bờ thật nhanh. Anh dùng công cụ duy nhất trong tay, kéo ống thuốc lại gần. Nhưng không may, một ngày nữa lại trôi qua. Jay thấy trên trời hình như có người. Anh kêu coi ở lại dưới này đợi, còn mình đi lên kêu cứu. Nhưng chui lên mới biết chỉ là một thiết bị bay. Lúc này, một trận gió to nổi lên, một đoạn dây sắt bị thổi xuống hồ bơi. Nhưng trên dây sắt toàn là gai nhỏ sắc bén, không có thời gian để nghĩ nhiều nữa. Jay bám vào dây sắt, cắn răng nhịn đau để trèo lên. Nhưng đột nhiên dây sắt tuột ra, Jay ngã xuống hồ, một chân bị gãy. Đau đớn kịch liệt khiến anh ngất xỉu. Không lâu sau, anh tỉnh lại trong cơn đau đứng người. Ngẩng đầu nhìn, thì thấy con cá sấu đang cắn chân mình. Jay liều mạng giãy giụa, cầm món vũ khí duy nhất trong tay đánh. Cuối cùng cũng ngăn chặn được cuộc tấn công của con cá sấu. Anh nhảy xuống ống cống lần nữa. Lần này anh thử bò về hướng ngược lại. Quả nhiên đã tìm thấy một lối ra khác ở đây. Anh dùng hết sức mở nắp cống. Một tia hy vọng nhen nhóm. Anh bật cười. Thế nhưng khi chui ra, cảnh tượng trước mắt khiến anh tuyệt vọng gào thét. Thì ra nơi này cũng là một hồ nước khác, giống hệt hồ nước mà anh bị kẹt. Anh hoàn toàn sụp đổ. Một lần nữa chui vào ống cống. Đột nhiên anh nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Quả không sai, bên trên thực sự có người. Họ tới đây để nhặt thiết bị bay của mình. Jay vội vàng chui ra. Nhưng lúc này hai người họ đã đi xa. Bị kẹt nhiều ngày, con cá sấu đã đói đến mức không thể nhịn được nữa. Nó bắt đầu tấn công Jay. Jay chỉ có thể dùng chút sức lực cuối cùng, chiến đấu một trận sống còn với con cá sấu. Trong khi đó, coi ở dưới cống nước đã sắp bị nhấn chìm. Còn Jay tay không tấc sắt cũng không phải đối thủ của con cá sấu. Anh bị nó cắn tơi tả, nằm tê liệt dưới sàn không thể đứng dậy được nữa. Khi nó há cái miệng lớn định cắn đầu anh, thì coi dùng hết sức huýt sáo. Chú chó trên bờ nghe thấy tiếng sáo, có lẽ vì muốn bảo vệ chủ nhân nên nhảy thẳng xuống hồ và bị dây xích treo lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, coi cũng bị nước mưa nhấn chìm dưới cống. Jay nổi giận, nhìn thấy thanh sắt dưới đất, anh nhặt nó lên, dùng toàn lực đâm vào miệng con cá sấu, kết thúc mạng sống của nó. Anh nắm lấy hai chân chú chó, trèo lên theo dây xích, sau đó cạy nắp cống nước bên cạnh cứu coi lên. Cũng may ông trời không tuyệt đường sống, anh đã kịp thời cứu sống cô. Hai người bị nhốt 7 ngày 7 đêm, dùng mọi cách để sống, từ ấp ủ hy vọng cho tới hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng nam chính Jay, từ đầu tới cuối luôn giữ vững một ý niệm, đó là sống, phải sống thì mới có hy vọng. Người đàn ông này khiến mình cảm phục. Cảm phục vì tinh thần bất khuất, dù tuyệt vọng ra sao cũng không bao giờ từ bỏ.